vừa làm kinh doanh vừa làm đào tạo. Em là một trong những mentor mà hướng dẫn các bạn kế cận để tiến lên một bước tiến mới. Chị đang nhìn thấy em có nhiều cái tố chất để phát triển. Em có sẵn sàng thay đổi không nếu chị Lưu Nga tiếp nhận em? Em là người sẵn sàng lao ra chiến trường. Vâng, xin được chúc mừng cho Lưu Nga. Ban đầu em có nói là em xin phép được ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng kinh doanh vận hành ạ. Vì sao mà em đưa ra hai phương án đấy? Vì trong quá trình làm việc em thường là người hay làm việc với đội nhóm và hướng dẫn coaching các bạn ấy trực tiếp tại điểm. Và bên cạnh đấy, với tập đoàn gần đây nhất thì em là giảng viên nội bộ. Em là người giảng dạy các kỹ năng nghề và có một chút liên quan đến định hướng của công ty. Và bên cạnh đấy, em là một trong những mentor mà hướng dẫn các bạn cán bộ nguồn kế cận để tiến lên một bước tiến mới ạ. Chị đang thấy ở đây là em đã có kinh nghiệm làm giám đốc kinh doanh và quản lý 30 cái siêu thị. Và cái quy mô quản lý của em là như thế nào? Một năm doanh thu khoảng bao nhiêu? Với cái công việc trước đây của em, nhân viên nhiều nhất của em đấy là 150 nhân viên và doanh thu cao nhất cho cái team của em phụ trách là tối đa là 32 tỷ. Em vẫn tiếp tục muốn làm kinh doanh hay là em có thể chuyển hướng sang làm đào tạo hoặc là nhân sự? Thực ra thì em xin chia sẻ thật như thế này, nếu như em sang làm đào tạo về bản thân em, nếu mà nói chuyên môn sâu thì em chưa thực sự có, bởi vì là em học hướng dẫn viên và em lại ra làm kinh doanh, làm F&B, nên là cái đào tạo đây là được các cán bộ giảng viên đào tạo nội bộ, giảng viên của công ty thuê về dạy chúng em để chúng em có những cái phương pháp bên cạnh cái phát huy cái nghề để truyền tải lại cho các bạn. Nếu như mà làm đào tạo thì chắc là em sẽ phải đi từ cái bắt đầu, thì em nghĩ rằng là đã là bắt đầu thì đôi khi nó hơi bị hụt so với những cái kinh nghiệm của em. Nhưng mà em có thể vừa làm kinh doanh, vừa làm đào tạo. Chị là thời trang cho nên là chị đang nhìn thấy em có nhiều cái tố chất để phát triển. Tuy nhiên á, thì những người làm thời trang em thường em thấy họ rất là nghệ sĩ giống chị Lưu Nga ấy. Tức là chị Lưu Nga có thiên hướng như thế. Từ cái cách ăn mặc cho đến cái cách mà mình thể hiện thì chị đang hơi thấy thiếu thiếu ở em. Thì em có sẵn sàng thay đổi không nếu chị Lưu Nga tiếp nhận em? Thực ra thì phong cách nó là cái bề ngoài và em cảm thấy thoải mái với cái phong cách của em là được. Em chưa thực sự hiểu là định hướng của chị Lưu Nga muốn biến em trở thành là một người như thế nào với phong cách ra sao, nhưng em nghĩ rằng là cái việc thay đổi phong cách về bề ngoài thì đấy không phải là yếu tố quyết định cho công việc của mình. Anh nghĩ là kinh nghiệm với lại kiến thức của em á, là nó nằm ở 6 năm đấy đấy, đúng không? Tức là 6 năm từ 2015 cho tới 2021 mà chủ yếu tập trung vào quản lý các cửa hàng, các siêu thị, là em quản lý chung hết đúng không? Vâng ạ. Thế thì những cái lĩnh vực liên quan tới những cái hoạt động của từng siêu thị, những cái ngành hàng nào bán tốt, ngành hàng nào bán không tốt, doanh số từng siêu thị thì em có chịu trách nhiệm không? Em có, em là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với doanh thu của khu vực của em. Đối một cửa hàng thường thì em sẽ có bao nhiêu chỉ tiêu để đánh giá nó? Thông thường ấy thì đối với hệ thống siêu thị thì có những cái khung đánh giá riêng, nhưng với cá nhân em thì đánh giá vào hiệu quả kinh doanh, đánh giá vào tính tuân thủ, đánh giá vào kỹ năng kiểm soát rủi ro của siêu thị, và một cái nữa đấy là đánh giá cái nghề của các bạn ấy ở trong siêu thị. Thường thì em sẽ nhìn thấy rằng là nếu như một quản lý tốt ấy thì là các nhân viên của bạn ấy cũng sẽ có một cái văn hóa, một cái phong cách giống như người quản lý kia. Thì cái hiệu quả của cửa hàng thì nó sẽ đánh giá thông qua cái gì? Thông qua doanh số ạ. Thông qua sự phát triển của tệp khách hàng, đấy là tệp khách hàng mới. Thì trước đây công việc em làm là có một cái phần mềm để đo lường lượng khách hàng của mình. Và cái giá trị bill nó phải phát triển từng ngày. Đấy là những yếu tố để đánh giá. Rủi ro thì em sẽ rủi ro thì trong đấy có kiểm soát về tỷ lệ thất thoát, tỷ lệ hỏng hủy. Và thất thoát ở đây thì có thất thoát kiểm kê, cái quá trình mà có thể là trộm cắp bên ngoài và có thể là nội bộ bên trong. Anh thì offer em vị trí Phó trưởng phòng kinh doanh phụ trách khu vực miền Bắc, làm việc tại Hà Nội. Còn về mức lương thì với Lưu Nga thì anh phải giấu, anh không. Vâng, em nghĩ rằng là anh chỉ cần đưa ra như vậy thôi là chị Nga chị cũng đã hình dung ra mức lương rồi. Nào bây giờ xin được mời sếp Lưu Nga. Thực sự thì chị rất là ấn tượng về cái kinh nghiệm cũng như là cái sự chỉn chu trong cái công việc của em. Và ngay từ đầu chị rất là thích em. Tuy nhiên thì em theo dõi chị và chương trình thì em cũng biết chị Lưu Nga là một cái người làm thời trang và cái màu sắc của chị
tức là năng động. Nhưng ở em á, thì chị đang nhìn thấy một cái sự an toàn. Khi em về với môi trường của chị, chắc chắn rằng là em cũng sẽ có những cái thay đổi để thích nghi và làm cho mình trở nên phù hợp hơn với môi trường của chị. Cái đấy nó phụ thuộc vào em. Vì vậy cho nên chị rất là muốn em có thể may đo cho em một cái vị trí nào mà em thấy tốt nhất và em làm KPI cho bản thân em luôn. Nếu như mà được tự may đo cho bản thân thì em sẽ may đo tại thời điểm này và 3 năm tới. Thì đầu tiên là em sẽ may đo cho mình cái vị trí trưởng phòng, bởi vì là em đã từng giữ vị trí đấy và em cũng đã làm quản lý khá là lâu rồi. Nhưng mà em muốn mình có thêm một cái thời gian để hòa nhập và hòa hợp với doanh nghiệp mới. Thì em sẽ đi từ cái vị trí an toàn. Trưởng phòng gì? Trưởng phòng vận hành ạ. Vận hành kinh doanh. Thực ra là trưởng phòng vận hành và kinh doanh của thời trang ấy, vận hành thì có thể, nhưng mà là kinh doanh ấy, là cần phải có kinh nghiệm và cần phải có một cái kiến thức về thời trang khá khác với cái ngành hàng siêu thị của em. Em có thể đưa cho em một cái KPI nó phù hợp hơn để chị em mình có thể chạm được đến gần với cái hiệu quả công việc tốt hơn. Và bây giờ chúng tôi muốn hai sếp hãy nhập những con số và vị trí chính thức gửi về hệ thống. Kết quả đã có. Bây giờ là lúc chúng tôi xin được mời ứng viên hãy về cạnh tôi. Trước hết chúng ta sẽ cùng mở mức lương kỳ vọng và liệu con số này có giúp bạn đến được với các doanh nghiệp hay không. Xin mời. 30 triệu đồng. Một mức lương tôi nghĩ rằng phù hợp với kinh nghiệm cũng như chuyên môn của ứng viên này. Một con số hợp lý, rất hợp lý. Có điều các sếp có nhận ra điều đó hay không? Bởi vì mức lương phải bằng và cao hơn bạn mới có cơ hội. Xin mời. 28 triệu mức lương 28 triệu của sếp Nguyễn Trung Dũng. Đây không phải là cơ hội của bạn rồi. Chúng ta phải đến với sếp Lưu Nga. Xin mời. 25 triệu 25 triệu. Cả hai sếp đều trả mức lương thấp hơn mức lương kỳ vọng. Theo luật của mùa trước là bạn sẽ phải ra về. Nhưng luật của mùa này thì bạn có một quyền cuối cùng, đó là quyền thương lượng. Bạn chỉ được chọn một người để thương lượng thôi. Bây giờ bạn sẽ chọn ai? Sếp Nga hay sếp Dũng? Em xin phép được lựa chọn là sếp Lưu Nga. Sếp Lưu Nga, vâng, xin mời. Mời bạn, quyền thương lượng được sử dụng. Cái mức lương kỳ vọng của em thường thì trong kinh doanh sẽ chia làm hai khoản. Đấy là lương cơ bản và mức lương thưởng hiệu suất kinh doanh. Tuy nhiên đây là cái mức thu nhập mà em mong muốn dựa trên mức lương cơ bản. Bởi vì bản thân em với kinh nghiệm 11 năm đi làm, có thể ngày hôm nay em chưa thực sự thể hiện tốt cái kinh nghiệm của mình, cũng như là cái việc mà em trả lời những cái câu hỏi của các anh chị, vì có thể là cái sân khấu và trước mặt các sếp em hơi run. Tuy nhiên là ngày hôm nay em chọn chị Lưu Nga, đấy là em chọn cái sự phá cách của em, giống như chị Lưu Nga nói. Bởi vì trước đây với vai trò là một kinh doanh thì em sẽ làm việc với nhân viên lúc nào cũng phải chỉnh chu, lúc nào cũng phải gọi như là gọn gàng, và em còn thường xuyên tiếp xúc với khách hàng của em nữa, nên hình ảnh của em sẽ là cái bộ mặt cũng như là tất cả những cái thước đo để đánh giá một người quản lý. Và ngày hôm nay thì em rất mong muốn có cơ hội được đồng hành cũng như học hỏi. Em rất hy vọng là chị có thể dành cho em một cơ hội. Chị sẽ tăng lên cho em 30 triệu để đúng với thể lệ và mức lương kỳ vọng của em. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là cái con đường phía trước của một cái vị trí may đo ấy, là nó sẽ phụ thuộc vào chị và em rất là nhiều. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để cái hành trình tiếp theo của chúng ta được thành công. Nếu như mà em đồng ý về với chị thì chị thực sự rất là vui. Và may quá là chương trình năm nay có một sự thay đổi là có sự thương lượng. Còn nếu không thì chị cũng sẽ rất là hối tiếc. Vâng, em cảm ơn sự chia sẻ của chị ạ. Vâng, và chúng tôi muốn hỏi bạn cuối cùng,
bạn sẽ muốn về với chị là... Hương Nga. Vâng, xin được chúc mừng chị Hương Nga. Và bây giờ sẽ là nghi thức được chờ đợi nhất trong chương trình, nghi thức ký kết thỏa thuận giữa Doanh